Chị Huyền, giáo viên mầm non đến từ Bắc Giang. Nhưng cái mục tiêu lớn nhất của mình là mình bị viêm khớp dạng thấp. Từ khi mà mình giảm béo xong là mình thấy cuộc sống mình gặp nhiều may mắn cực kỳ luôn. Mình tên là Huyền, Nguyễn Thị Huyền. Mình ở Bắc Giang. Địa chỉ nhà mình thì ở số nhà 1, ngách 1, ngõ 454, đường Sương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Hôm nay mình cũng đến đây với lại viện thẩm mỹ, thực sự là rất là mãn nguyện. Mình đã đến đây để chia sẻ với các bạn về cái quá trình giảm cân của mình. Bây giờ mình cũng giảm được vào tầm khoảng tầm độ 12-13 cân gì đó. Tức là thực tế ra thì nó rơi vào khoảng 12 cân rưỡi. Và một vòng của mình, vòng bụng của mình giảm 22 cm. Từ khi mà mình giảm béo xong là mình thấy cuộc sống mình gặp nhiều may mắn cực kỳ luôn. May mắn tự mang đến với mình và cái cuộc sống thật sự là thay đổi. Bây giờ mình tự tin, đi đâu mình cũng thấy rất là thích, thậm chí là rất thích mặc những cái bộ đồ sát sườn, sát eo. Ngày xưa thì không dám mặc như này đâu, lúc nào cũng dạng váy chữ A. Đấy, váy chữ A và tức là nó rộng bụng một chút hoặc là những cái nó che bụng. Nhưng bây giờ mình thực sự là tự tin để mặc những cái bộ sát như thế này. Lúc mới đầu đấy, mình cũng làm là với mục đích thực sự mà nói là giảm eo thì ai cũng thích rồi. Nhưng cái mục tiêu lớn nhất của mình là mình bị viêm khớp dạng thấp, là khi cân nặng của mình đến 62 cân rưỡi thì mình thấy là cái chân này này mình đau, mình đi lại mình rất khó, thậm chí mình phải nghỉ làm. Thế là mình mới quyết tâm giảm như thế này, và đến khi giảm bây giờ thì mình cũng đi lại rất là thoải mái, không có đau đớn gì cả. Mà ví dụ mình làm một việc gì đó nó cảm thấy nó nhanh lắm, nó thanh thoát người. Thế còn lại trong cái lĩnh vực công việc ấy, mình thấy là đến trường thì các bạn toàn khen là dạo này kiểu eo con kiến, rồi thì sinh thế. Thực ra thì với các bạn thì mình, tại vì mình béo cũng tương đối nhiều năm rồi, nên ra mình cũng theo dõi rất là nhiều cái chương trình ở trên mạng Facebook ấy, rồi thì những cái báo chí nói rất là nhiều, thì mình thấy là mình cũng nghiên cứu tương đối là nhiều đấy, và cũng qua một người giới thiệu nữa, đó chính là em gái mình. Mình là nó cũng làm về cái giảm béo ở thẩm mỹ viện Korea. Thế là mình cũng mạnh dạn là đến đây để các bạn chia sẻ với, tức là về cái bí quyết mà để giảm béo như thế nào và giữ sắc đẹp như thế nào. Và mình quyết định là làm bên các bạn. Cũng rất là cảm ơn được một dáng người như thế này.